Xin chào mọi người trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm có ra công viên Thống Nhất để test thực tế một số cái tay phát RF. Thì đây, ở đây mình đã chuẩn bị một bộ thu hồng lệnh 4 kênh RF 315 và sử dụng tải là một cái đèn LED 10W lấy nguồn từ ắc quy. Ở đây là tay phát này. Ở đây mình sẽ check ba cái tay phát này, một cái là một cái tay phát RF 315 4 kênh vỏ gỗ, một cái tay phát RF 8 kênh là khoảng cách ở trên lý thuyết thì là 500m và bên này là 1000m này. Rồi, mình sẽ mang một tay vỏ gỗ loại thường này, một tay 8 kênh 500m và một tay 1 kênh 1000m để test thử. Thì đầu tiên mình sẽ thử với loại tay vỏ gỗ 4 kênh thường này. Đây thì bạn mình sẽ ngồi đây để theo dõi trạng thái của LED và sẽ thông báo khi nào mà không còn tín hiệu nữa qua bộ đàm. Đây thì như bạn thể thấy ở đây mình bấm nút A trên tay 4 kênh này thì đèn chúng ta sẽ sáng. Thì mình sẽ quay video ở cả cái phần thu này và cả phần phát khi mình di chuyển trên kia. Đây, các bạn thấy là mình đã di chuyển được một quãng khá là xa so với khoảng cách chuyển 40m của tay vỏ gỗ này. Thì ở điều kiện không vật cản như này của chúng ta thì chúng ta có thể thấy là 40m là khoảng cách hoàn toàn có thể đạt được. Đây. Đây thì các bạn thấy là từ tầm này về đến chỗ bạn mình ngồi thì cũng đây, các bạn thì thấy khoảng cách chúng ta có thể đây thì tay 40m chúng ta thì đang được khoảng cách là từ đây bạn kia thì rơi vào khoảng 60m. Rồi sau đây thì mình sẽ chuyển qua dùng tay 8 kênh 500m. Có lẽ mình sẽ phải di chuyển vào khu vực mà có vật cản một chút. Đây, như bạn có thể thấy là từ đây xuống đến kia thì chúng ta hoàn toàn nó là chuyển theo đường thẳng và không có vật cản. Làm sao em ơi? Còn bắt được không? Không bắt được đâu. Bắt đi anh. Ok, như bạn thấy thì cái khoảng cách của tay 500m của mình thì thực tế là nếu như mà có vật cản thì chúng ta cũng chỉ được khoảng 100m thôi. Đây, như từ đây lại kia chúng ta đã có một số vật cản là cây và một số cái công trình xây dựng ở đây thì chúng ta đã không còn bắt được tín hiệu nữa. Hết em mất tín hiệu rồi đúng không? Mất tín hiệu của tay phát 500m rồi. Đây, sau đây chắc là mình sẽ sử dụng tay một kênh 1000m này để thử. Ok nhá, anh đổi qua tay 1000m nhá.
Được chưa? Có tín hiệu chưa? Chưa có đâu. Anh kéo anten ra. Ok nha, có tín hiệu rồi. Còn không em ơi? Còn nữa. Ok thế. Có tín hiệu không em ơi? Có tín hiệu chưa? Còn tín hiệu không em ơi? Làm lại cho anh ơi. Vẫn còn tín hiệu. Em ơi, check cho anh với. Ok nhá. Tiếp tục đi anh. Mình cho mình chạy hết cái dấu thật. Đấy, như các bạn thấy thì mình đã di chuyển khá là xa cái vị trí mình đặt bộ thu. Và đây thì cây cối khá là nhiều. Nhưng mà nếu như mà kéo anten lên thì chúng ta vẫn có thể thu sóng được. Ok rồi. Đây, như các bạn có thể thấy thì mình đã mất hoàn toàn hình ảnh của các bạn ngồi bên kia. Mình chạy được nửa vòng công viên Thống Nhất rồi. Còn bắt được không em? Mất tín hiệu rồi. Ok, như vậy thì với tay 1000m này mà kéo ống tem lên thì khoảng cách của chúng ta từ đây lại kia mình rất khó ước chừng, nhưng mà đây chúng ta đang mắc rất là nhiều cây. Và khoảng cách từ đây lại đến kia thì của chúng ta đang là không bắt được tín hiệu đâu. Rồi ok nhá. Khoảng cách của mình đã di chuyển ở đây là khoảng một nửa vòng hồ của công viên Thống Nhất. Thì ở đây cũng phải rơi vào khoảng 700-800m rồi. Đây, và chúng ta đang khuất rất là nhiều cây cối vào các công trình ở đây. Đây, bây giờ mình sẽ di chuyển dần về phía bộ thu. Đây, như các bạn thấy thì mình đã di chuyển qua cả khúc cua trên kia, qua cả phần cây trên kia và đi lên trên kia, đi vào cái khu vực mà chúng ta bị che khuất rất nhiều tầm nhìn. Đấy. Thì mô đun của chúng ta với tay phát 1000m này thì
khoảng cách thực tế mà mình test ở đây với lại vật cản chủ yếu là cây thì nó được rơi vào khoảng 700m. Đây các bạn có thể thấy. Đây thì mình đang sử dụng là ô thu RF315 4 kênh. Đây. Con đun này của chúng ta thì sử dụng là đèn áp 12V, ở đây mình đang cấp từ bình ắc quy. Video test thử khoảng cách thực tế của bộ thu phát RF315 của nhóm review đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.